ta đi lên một cái quán cà phê, đó chính là quán cà phê Đà Lạt 2, nằm ở ngay chỗ khu vực của chân đèo Ren. Mà đèo Ren là từ thành phố Đà Lạt chuẩn bị rời khỏi á. À, thì ở dưới chân đèo á, ngay chỗ bến xe Phương Trang đó, và chúng ta quẹo lên chuẩn bị đi qua cái mà chúng ta không có qua nhà hàng Cáp Treo ngay tại khu vực đó đó, chúng ta đi thẳng lên cái ngọn dốc đó thì quán cà phê Đà Lạt 2. Nhưng mà quán cà phê này chỉ mở cửa đến 10 giờ thôi. Cho nên